Chào bác, chào anh Đại nhá. Anh đang trong Sài Gòn à? Anh trong Bình Dương. Hôm nào anh về đây, hôm nào anh về uống rượu nhá. Khô hết rồi này bác nhỉ? Nhanh nhỉ? Nóng này nhỉ? Nhưng mà nhiều cái nó lứt này. Bây giờ những cái này xử lý thế nào bác? Vâng vâng, mùa của em mà. Bây giờ có lẽ là bác Hoàng một ít phi bác quyết rồi. À. Đấy, quyết là không làm. Đó. Quyết là không làm. Không làm gì. Quyết thì bỏ lại. Đúng rồi, bỏ lại. Quên cái nào lứt sắp rồi bỏ. Mấy cái ca cái hòa ấy là tưới quấy vậy. Đấy thôi tưới vào. Đúng rồi. Đặt tôi biết là. Đúng rồi, lấy cái chổi cái lông hay là cái gì ấy. Cần chổi lông để cháu đi mua. Đó bác. Chổi lông. Vừa tôi không biết thôi. Đây bác ấy, ấy. Cắt hàng quá nhỉ. Cô nhỉ. À. Mẹ đó. Anh thử có ở đến tiền về thì mình làm. Đúng không? Đến tiền luôn về thì mình. Anh à. Có cả cánh B3 4 lá à, 3 lá à? Hàng chạy không chỉ rồi. Cái nước lên đấy đã xong mày ấy bao nhỉ? Sao? Cái này 1,5 triệu thôi anh Thành ký ra.
Ha ha ha.